mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một đôi găng tay kiểu cơ bản như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì trước khi mà bắt đầu móc, mình sẽ nói về các bước để móc một đôi găng tay như thế này, để các bạn sẽ dễ hình dung hơn trong quá trình móc. Thì đầu tiên đó là phần lấy số đo. Các bạn sẽ dùng thước dây và đo phần bàn tay của các bạn. Ở đây là mình sẽ lấy bàn tay của mình làm ví dụ. Trước tiên là các bạn sẽ đo phần chiều ngang của bàn tay trước. Là các bạn sẽ dùng thước dây và bắt đầu đo từ phần cổ tay. Thì các bạn sẽ dùng thước dây và đo một vòng từ trước ra sau và quay lại điểm bắt đầu. Và ở đây mình đo được phần cổ tay của mình có độ dài là 14cm. Tiếp theo đó là đến phần bàn tay ngang ngón tay cái. Cách đo cũng sẽ tương tự giống như phần cổ tay. Thì ở đây mình đo được phần bàn tay ngang ngón tay cái có độ dài là 20cm. Tiếp theo cuối cùng đó là các bạn sẽ đo phần chiều ngang của 4 ngón tay còn lại. Thì ở đây mình đo phần chiều ngang của 4 ngón tay còn lại có độ dài là 18cm. Và ở đây có một điểm rất là quan trọng, đó là độ chênh lệch giữa phần cổ tay và phần bàn tay không được vượt quá 5. Thì bởi vì là khi mà các bạn móc phần cổ tay quá nhỏ, lúc mà các bạn đeo găng tay vào nó sẽ rất là khó khăn và có khi là nó sẽ không vừa với lại phần bàn tay của các bạn. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn móc xong cái phần cổ tay thì phần cổ tay này nó nhỏ hơn so với phần bàn tay. Vì vậy mà khi mà các bạn móc xong phần cổ tay thì các bạn sẽ tăng mũi để nó vừa với lại phần bàn tay. Nhưng mà nếu phần cổ tay nó quá nhỏ thì cho dù các bạn có tăng mũi thì nó cũng sẽ không vừa với lại phần bàn tay. Vì vậy mà các bạn sẽ phải giữ cái khoảng cách giữa phần cổ tay và phần bàn tay này không được vượt quá 5. Mà ở đây là khoảng cách giữa phần cổ tay và phần bàn tay của mình đã vượt quá 5. Vì vậy mà mình sẽ lấy số đo của phần cổ tay cộng thêm cho 1 thì ra được là 15cm. Như vậy là khoảng cách giữa phần cổ tay và phần bàn tay của mình đã được thu hẹp lại. Và 15cm này tương đương với lại là 26 mũi móc xích. Như vậy để móc được phần găng tay này thì đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình 26 mũi móc xích. Và sau khi mà các bạn đã lấy được số đo chiều ngang rồi thì tiếp tục các bạn sẽ lấy số đo chiều dọc cho mình. Thì để lấy được số đo chiều dọc thì đầu tiên là các bạn sẽ lấy số đo tổng trước, tức là số đo từ phần cổ tay cho đến phần ngón tay giữa. Thì ở đây mình đo được đó là 22cm. Tiếp theo đó là các bạn sẽ lấy số đo chiều dọc của phần cổ tay. Thì ở đây là mình đo được số đo chiều dọc của phần cổ tay của mình có độ dài đó là 6cm. Sau đó thì các bạn sẽ đo độ dài của phần cổ tay cho đến phần bàn tay ngang ngón tay cái, là nằm khoảng cách từ đây đến đây. Thì mình đo được một độ dài đó là 5cm. Và còn lại, tức là khoảng cách từ phần bàn tay ngang ngón tay cái cho đến phần ngón tay giữa là từ đây đến đây, thì ở đây mình đo được một số đo là 11cm. Và sau khi mà các bạn đã có được số đo của phần găng tay rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần găng tay cho mình. Và các bạn sẽ bắt đầu móc từ phần găng tay trái cho mình, sau đó là đến phần găng tay phải. Và để móc phần găng tay trái thì các bạn sẽ chia phần găng tay này ra làm 3 phần. Thì phần thứ nhất đó là phần cổ tay, phần viền cổ tay thì mình gọi đó là phần thứ nhất. Tiếp tục đó là phần thân có ngón tay cái thì mình gọi đó là phần thứ hai, tức là phần từ cổ tay cho đến ngang ngón tay cái á. Tiếp tục phần từ ngang ngón tay cái đến phần ngón tay giữa, tức là phần còn lại, mình gọi là phần thứ ba. Sau khi mà các bạn đã chia cái phần găng tay này ra làm 3 phần rồi thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ móc phần thứ nhất cho mình. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ nhất rồi thì các bạn sẽ tăng mũi để móc phần thứ hai cho mình. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ hai rồi thì các bạn sẽ
Bắt đầu tạo phần lỗ để cho ngón tay cái vào và giảm mũi để vừa với lại bốn ngón tay còn lại. Và sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục móc phần thứ ba cho mình. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ ba rồi thì các bạn sẽ tiếp tục móc phần ngón tay cái cho mình. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần ngón tay cái rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc găng tay trái. Tiếp tục các bạn sẽ móc chiếc găng tay phải cho mình. Và ở phần chiếc găng tay phải này, cái phần mà tạo phần lỗ cho ngón tay cái nó sẽ khác so với lại tạo phần lỗ ngón tay cái nằm ở phía bên tay trái. Và sự khác nhau như thế nào thì lát nữa khi mà trong quá trình móc mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu bước vào hướng dẫn các bạn móc đôi găng tay cụ thể hơn nha. Thì chất liệu ở đây mình sử dụng đó là len mil cotton, và để móc được một đôi găng tay thì các bạn cần phải có một cụm mil cotton như thế này. Và kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày đó là 4mm. Và bước đầu tiên như khi nãy mình đã nói đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình 26 mũi móc xích. Và để móc được cái phần họa tiết viền cổ tay không bị dư mũi và thiếu mũi thì tổng số mũi mà các bạn gầy phải là một số chẵn là số chia hết cho 2 và 26 là số chia hết cho 2. Và để gầy lên được 26 mũi móc xích thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Và để lấy mũi đầu tiên thì các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ vòng kim qua sợi len này một vòng và các bạn sẽ tạo được một cái phần lỗ như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo sợi len qua lỗ mà các bạn vừa mới tạo, như vậy là các bạn đã có được mũi đầu tiên rồi. Sau khi mà đã có được mũi đầu tiên thì các bạn sẽ gầy lên cho mình 26 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi mà các bạn đã gầy lên cho mình đủ 26 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Sau khi mà các bạn đã đâm vào chân mũi đầu tiên và móc lên cho mình một mũi dời thì các bạn đã tạo được một vòng tròn khép kín như thế này. Sau khi mà các bạn đã tạo được một vòng tròn khép kín thì các bạn sẽ bắt đầu móc lên dòng đầu tiên cho mình. Thì để móc dòng đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai là nằm ở đây. Và các bạn sẽ kéo len qua móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc kế tiếp đó là chân móc thứ ba, các bạn cũng sẽ đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ đâm vào các chân móc và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết dòng thứ nhất. Và trong quá trình móc thì các bạn sẽ nẹp cái đoạn len thừa này vào bên trong của phần móc luôn nha, để lát nữa các bạn không phải mất công dùng kim thâu và khâu lại những đoạn len thừa một lần nữa. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi thì để kết thúc dòng thứ nhất, các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía trước. Để móc mũi móc kép luồn phía trước thì các bạn sẽ để kim ra đằng trước như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau. Và cuối cùng thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía trước. Và cái kim móc nó sẽ xuyên qua cái chân mũi như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép như bình thường. Tiếp tục đến chân móc thứ ba thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau. Để móc mũi móc kép luồn phía sau thì các bạn sẽ để kim ra đằng sau như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía trước. Cuối cùng thì các bạn sẽ đâm kim ngược về lại phía sau. Và nhìn ở đằng sau thì cái kim nó sẽ đâm xuyên qua chân mũi như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép như bình thường. Tiếp tục đến chân móc thứ tư thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía trước. Sau đó đến chân móc thứ năm thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc kép luồn phía sau. Thì đến đây các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ, đó là các bạn sẽ móc một mũi móc kép luồn phía trước rồi lại đến một mũi móc kép luồn phía sau.
các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ hai, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì để kết thúc dòng thứ hai, các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Thì ở dòng thứ ba này các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc kép luôn phía trước. Tiếp tục đến chân móc thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép luôn phía sau. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ. Đó là các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép luôn phía trước, rồi lại đến một mũi móc kép luôn phía sau. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ móc đến hết dòng thứ sáu. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ sáu nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ sáu rồi thì các bạn đã đạt được độ dài của phần viền cổ tay là 6 cm. Như vậy là các bạn đã móc xong cái phần viền cổ tay. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển sang móc phần bàn tay cho mình. Thì như khi nãy mình đã nói là chiều ngang của phần bàn tay nó sẽ lớn hơn chiều ngang của phần cổ tay. Vì vậy khi mà các bạn chuyển từ phần cổ tay sang phần bàn tay thì các bạn sẽ tăng mũi để nó vừa với lại phần bàn tay của các bạn. Và cách tăng mũi sẽ là như sau. Các bạn sẽ tăng ở chân mũi đầu tiên và chân mũi cuối cùng. Mỗi chân mũi như vậy thì các bạn sẽ tăng một mũi cho mình. Như vậy là mỗi một dòng các bạn sẽ tăng tổng cộng cho mình đó là 2 chân mũi. Và cách tăng mũi sẽ là như sau. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 7. Và bắt đầu từ dòng thứ 7 trở đi thì các bạn sẽ móc phần bàn tay cho mình. Thì đầu tiên để móc dòng thứ 7, các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì ở đây khi mà các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích thì được tính là một chân mũi, và các bạn lại tiếp tục đâm vào chân mũi đầu tiên móc lên cho mình một mũi móc kép. Như vậy là ở đây là các bạn đã thêm cho mình một chân mũi. Như vậy là các bạn vừa mới tăng mũi xong cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ hai, và móc lên cho mình một mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu đâm vào các chân mũi còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến khi nào dòng thứ 7 còn lại một chân mũi cuối cùng, và mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 7 và còn lại một chân mũi cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 7 và còn lại một chân móc cuối cùng như thế này rồi thì các bạn sẽ tăng mũi cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Sau khi mà các bạn đã móc cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân rồi thì các bạn đã hoàn thành xong dòng thứ 7. Và để kết thúc dòng thứ 7 thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ 3 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 7, tổng số chân mũi mà các bạn có là 28 chân mũi. Thì đã tính được tổng số chân mũi của dòng thứ 7 thì các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của dòng thứ 6 là 26 chân mũi, cộng thêm 2 chân mũi mà các bạn đã tăng ở dòng thứ 7. Thì 26 cộng với 2 thì các bạn sẽ ra được tổng số chân mũi của dòng thứ 7 là 28. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 8. Thì ở dòng thứ 8 này các bạn cũng sẽ tăng mũi tương tự giống như là dòng thứ 7 mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên, kéo len qua và tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến khi nào dòng thứ 8 này còn lại một chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ tăng mũi. Đó là các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 và còn lại một chân móc cuối cùng nha.
Sau khi mà các bạn móc dòng thứ 8 và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì các bạn sẽ bắt đầu tăng mũi cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc cho mình liên tục 2 mũi móc kép cùng một chân. Và sau khi mà các bạn đã móc xong 2 mũi móc kép cùng một chân rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ 8. Và để kết thúc dòng thứ 8 thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ 3 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi thì tổng số chân mũi các bạn có là 30 chân mũi. Thì để tính được tổng số chân mũi của dòng thứ 8 thì cũng tương tự giống như là dòng thứ 7. Các bạn sẽ lấy dòng bên dưới cộng thêm cho 2, tức là ở đây các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của dòng thứ 7 cộng thêm cho 2 sẽ ra được là 30 chân mũi. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 9. Thì ở dòng thứ 9 này các bạn cũng sẽ móc tương tự với dòng thứ 7, đó là các bạn cũng sẽ tăng mũi ở chân mũi đầu tiên và chân mũi cuối cùng. Mỗi chân mũi là các bạn sẽ tăng 1. Như vậy là mỗi một dòng các bạn sẽ tăng tổng cộng là 2 chân mũi. Và để móc dòng thứ 9 thì đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2 và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Và đến đây các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình cái mũi móc kép cho đến khi nào dòng thứ 9 còn lại một chân mũi cuối cùng. Thì các bạn sẽ bắt đầu tăng mũi cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 9 thì tổng số chân mũi các bạn có sẽ là 32 chân mũi. Và để tính được tổng số chân mũi thì cũng giống tương tự với lại các dòng bên dưới, đó là các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của dòng bên dưới cộng thêm cho 2. Tức là để tính được tổng số chân mũi của dòng thứ 9 thì các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của dòng thứ 8 là 30 cộng 2 sẽ là 32. Và các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự như vậy với các dòng còn lại. Và các bạn sẽ móc đến hết dòng thứ 10 cho mình. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 10 nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 10 thì tổng số chân mũi các bạn có sẽ là 34 chân mũi. Ok, mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 10 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 10 rồi thì các bạn đã đạt được số đo từ phần cổ tay cho đến phần bàn tay này là 5cm. Và sau khi mà các bạn đã đạt được số đo là 5cm thì các bạn đã móc đến phần ngang ngón tay cái này. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển sang tạo phần lỗ cho ngón tay cái và các bạn sẽ giảm mũi để vừa với lại 4 ngón tay còn lại cho mình. Và cách giảm mũi cũng như là tạo phần lỗ cho ngón tay cái sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ cho mình 7 chân móc. Mình sẽ bắt đầu đếm từ chân móc thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau khi mà các bạn đã đếm đủ cho mình 7 chân móc rồi thì các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp. Đó là chân móc thứ 9. Thì chân móc thứ 9 này là mình đếm theo thứ tự bắt đầu từ chân móc đầu tiên. Thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 9 này và các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 11. Và bắt đầu từ dòng thứ 11 này trở đi thì mình sẽ gọi chân móc thứ 9 này là chân móc đầu tiên để các bạn sẽ dễ phân biệt hơn trong quá trình móc. Thì để móc dòng thứ 11, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ 2 và kéo len qua móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục với chân móc kế tiếp, các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ đâm vào các chân móc và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến chân mũi cuối cùng của dòng thứ 10 là nằm ở đây. Đây. Các bạn sẽ móc đến đây cho mình và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ 10 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ 10 rồi thì bước tiếp theo các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép nữa. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào
ba chân mũi của ba mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên á, thì các bạn sẽ đâm vào ba chân mũi này và móc lên cho mình ba mũi móc kép trên ba chân móc. Và sau khi mà các bạn đã đâm vào ba chân mũi này và móc lên cho mình ba mũi móc kép trên ba chân móc thì các bạn đã móc xong vòng thứ 11. Và để kết thúc vòng thứ 11 thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 11 thì tổng số chân mũi các bạn có là 30 chân mũi. Và để tính được tổng số chân mũi mà các bạn đã giảm thì các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của vòng thứ 10 là 34 trừ đi cho 30 chân mũi của vòng thứ 11 thì các bạn sẽ ra được tổng số chân mũi mà các bạn đã giảm. Thì ở đây tổng số chân mũi mà các bạn đã giảm sẽ là 4. Và tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ 12. Để móc vòng thứ 12 đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết vòng thứ 12. Thì trừ đi chân móc đầu tiên mình đã móc lên 3 mũi móc xích thì các bạn sẽ còn lại đó là 29 chân móc. Và các bạn sẽ đâm vào 29 chân móc này, móc đủ cho mình 29 mũi móc kép. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 12 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 12 rồi thì để kết thúc vòng thứ 12, các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của mũi móc xích thứ 3 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình vòng thứ 13. Thì ở vòng thứ 13 này các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là vòng thứ 12 mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết vòng thứ 13. Và sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 13 rồi thì với các vòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là vòng thứ 12 mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết vòng thứ 15. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 15 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 15 rồi là các bạn đã móc đến hết độ dài của ngón tay út. Đây mình sẽ lấy bàn tay của mình làm ví dụ cho các bạn xem là hiện tại các bạn đang móc đến hết ngón tay út ngang qua như thế này. Thì các bạn hãy nhìn bàn tay của mình là từ ngón tay út trở đi thì cái bàn tay bắt đầu nhỏ dần bởi vì là càng về ngón tay giữa thì cái bàn tay nó sẽ nhỏ dần lại. Vì vậy mà khi mà các bạn móc thì các bạn cũng sẽ giảm mũi để vừa với lại bàn tay của các bạn luôn. Và cách giảm mũi sẽ là như sau. Thì mỗi một vòng như vậy các bạn sẽ giảm cho mình 4 mũi. Và các bạn sẽ giảm mũi ở hai bên phần mép của găng tay này. Thì mỗi một bên các bạn sẽ giảm cho mình 2 mũi. Và đối với phần mép nằm ở phía bên tay phải thì các bạn sẽ giảm mũi ở chân mũi đầu tiên và chân mũi cuối cùng. Còn đối với phần mép ở bên trái thì để xác định được là chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào tổng số chân mũi của vòng thứ 15 là 30. Các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi này chia 2 thì 30 chia 2 sẽ được là 15. Như vậy là các bạn sẽ giảm mũi ở chân mũi thứ 15 và chân mũi thứ 16 cho mình. Và các bạn sẽ dùng len khác màu để các bạn sẽ đánh dấu cái phần chân mũi mà các bạn giảm nha. Và đầu tiên để móc vòng thứ 16 thì các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, 1 và 2. Thì bình thường là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích thì tương đương với lại là 1 chân mũi. Nhưng ở đây các bạn giảm mũi thì các bạn chỉ móc lên cho mình 2 mũi móc xích mà thôi. Thì khi mà các bạn đã móc lên 2 mũi móc xích, tức là các bạn đã giảm đi 1 chân mũi. Và sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2 là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình 1 mũi móc kép như bình thường. Tiếp tục đến chân móc thứ 3 cũng như vậy. Và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc và móc lên cho mình các mũi móc kép. Và các bạn sẽ móc đến hết chân móc thứ 13 cho mình.
Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân móc thứ 13 rồi thì các bạn sẽ bắt đầu giảm mũi ở chân móc thứ 14 và 15, 16 và 17 cho mình. Và cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 14. Thì bình thường là các bạn sẽ kéo len qua hai lần thì sẽ trở thành mũi móc kép, nhưng mà ở đây thì các bạn giảm mũi, vì vậy mà các bạn chỉ kéo len qua một lần như thế này thôi. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ 15, và các bạn sẽ tiếp tục kéo len qua một lần như thế này. Sau khi mà có ba đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo len qua ba đầu len này cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 16 và 17 giảm mũi tương tự giống như là chân móc thứ 14 và 15 mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào các chân móc và kéo len qua một lần. Và sau khi mà có ba đầu len trên cùng một kim rồi thì các bạn sẽ kéo len qua ba đầu len này cho mình. Sau khi mà các bạn đã giảm mũi xong rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến khi nào dòng thứ 16 còn lại hai chân mũi cuối cùng. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn móc dòng thứ 16 và còn lại hai chân mũi cuối cùng nha. Và sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 16 và còn lại hai chân móc cuối cùng như thế này thì các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình. Và cách giảm mũi thì cũng sẽ tương tự giống với chân móc thứ 14 và 15, 16 và 17 mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 29, sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua một lần. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 30 và các bạn cũng sẽ kéo len qua một lần cho mình. Sau khi mà có ba đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo len qua ba đầu len này cho mình. Thì ở đây có tổng cộng là hai chân móc các bạn giảm một, thì còn lại đó là một chân móc. Và sau khi mà các bạn đã giảm mũi xong thì các bạn đã móc xong dòng thứ 16. Thì để kết thúc dòng thứ 16, các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên là nằm ở đây, sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 17. Thì ở dòng thứ 17 các bạn cũng sẽ giảm mũi tương tự giống như là dòng thứ 16 mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 16 thì tổng số chân mũi mà các bạn có sẽ là 26 chân mũi. Thì để tính được tổng số chân mũi của dòng thứ 16 thì các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của dòng thứ 15 là 30 trừ cho 4 chân mũi mà các bạn đã giảm, thì các bạn sẽ ra được tổng số chân mũi của dòng thứ 16. Thì trước khi mà giảm mũi cho dòng thứ 17 thì các bạn cần phải xác định cái phần chân mũi nằm ở phía bên tay trái của mình. Thì các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của dòng thứ 16 chia 2 sẽ được là 13. Như vậy là các bạn sẽ giảm mũi ở chân mũi thứ 13 và chân mũi thứ 14 là nằm ở đây. Thì các bạn sẽ tiếp tục dùng len khác màu để các bạn đánh dấu các chân mũi được giảm. Sau khi mà các bạn đã xác định được vị trí các chân mũi mà các bạn đã giảm thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào móc lên cho mình dòng thứ 17. Để móc dòng thứ 17, đầu tiên là các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép như bình thường. Thì đến đây các bạn sẽ đâm vào các chân móc và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết chân móc thứ 11. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân móc thứ 11 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 11 rồi thì các bạn sẽ bắt đầu giảm mũi cho mình. Và cách giảm mũi thì cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ 16 mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 12 và kéo len qua một lần. Tiếp tục chân móc thứ 13 cũng như vậy. Sau khi mà có ba đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo len qua ba đầu len này cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ giảm mũi ở chân mũi thứ 14 và 15. Và cách giảm mũi thì cũng sẽ tương tự giống như là chân mũi thứ 12 và 13 mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã giảm mũi xong rồi thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến khi nào dòng thứ 17 còn lại hai chân mũi thì các bạn sẽ tiếp tục giảm mũi cho mình.
Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 17 thì tổng số chữ mũi mà các bạn có là 22 chữ mũi. Thì để tính được tổng số chữ mũi của dòng thứ 17, các bạn sẽ lấy tổng số chữ mũi của dòng thứ 16 là 26 trừ đi cho 4 chữ mũi mà các bạn đã giảm thì còn lại là 22. Tiếp tục các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự đối với dòng thứ 18. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 18 nha. Đó là ở dòng thứ 18 các bạn sẽ vẫn giảm mũi ở hai bên phần rì. Và để tính được chân mũi mà các bạn sẽ giảm ở phần rì phía bên tay trái thì các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi của dòng thứ 17 chia 2 thì các bạn sẽ ra được vị trí chân mũi mà các bạn giảm cho dòng thứ 18. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã giảm mũi xong cho dòng thứ 18 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 18 rồi thì các bạn đã đạt được chiều dài của phần bàn tay của chiếc găng tay. Thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tiếp tục giảm mũi để tạo được phần chóp cho chiếc găng tay, để chiếc găng tay này trở thành một chiếc găng tay khép kín và chỉ có một phần lỗ duy nhất là ở phần viền cổ tay để các bạn sẽ cho bàn tay của các bạn vào. Và để tạo được phần chóp cho chiếc găng tay thì bước tiếp theo, sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 18 thì tổng số chân mũi các bạn có là 18 chân mũi. Và các bạn sẽ tiếp tục giảm mũi cho mình. Thì ở đây là các bạn sẽ giảm đi một nửa số chân mũi cho mình, tức là các bạn sẽ lấy 18 chia 2 thì còn lại là 9 chân mũi. Như vậy là cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên, kéo len qua một lần như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và sau đó thì kéo len qua. Và sau khi mà có 3 đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo len qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là ở đây có 2 chân mũi và các bạn giảm 1 thì còn lại là 1 chân mũi. Và ở đây là các bạn sẽ giảm mũi cho các mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ 3 và chân móc thứ 4. Các bạn cũng sẽ kéo len qua và sau khi mà có 3 đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo len qua 3 đầu len này luôn. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước giảm mũi như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ 19. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 19 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 19 rồi thì để kết thúc dòng thứ 19, các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 19 thì tổng số chân mũi các bạn có hiện tại đó là 9 chân mũi. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 20. Ở dòng thứ 20 này thì cứ 3 chân mũi các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi. Và cách giảm mũi sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi đầu tiên, kéo len qua, tiếp tục đến chân mũi thứ hai cũng như vậy. Và tiếp tục đến chân mũi thứ ba cũng như vậy. Thì ở dòng thứ 19 các bạn chỉ dừng lại ở chân mũi thứ hai mà thôi. Thì ở dòng thứ 20 này các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân mũi thứ ba. Và sau khi mà có 4 đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo len qua 4 đầu len này cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ đâm kim vào 3 chân mũi kế tiếp. Và sau khi mà có 4 đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo len qua 4 đầu len này cho mình. Tiếp tục với 3 chân mũi cuối cùng, các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 20 thì các bạn đã giảm đi 6 chân mũi. Thì 9 trừ cho 6 thì còn lại đó là 3 chân mũi. Như vậy sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 20, tổng số chân mũi mà các bạn có là 3 chân mũi. Và bước cuối cùng đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên,
kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi đoạn len thừa này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kéo thật chặt mối nối này lại. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại đoạn len bị thừa này vào bên trong của chiếc găng tay. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần bàn tay rồi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã dùng kim khâu và khâu lại đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc găng tay nha. Sau khi mà các bạn đã dùng kim khâu và khâu lại đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc găng tay rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc phần ngón tay cái cho mình. Để móc phần ngón tay cái thì các bạn sẽ lật lại mặt sau của chiếc găng tay. Đây là mặt trước, tức là mặt trên. Còn mặt sau, tức là mặt dưới thì các bạn sẽ lật lại mặt sau này. Và các bạn sẽ bắt đầu móc phần ngón tay cái cho mình. Thì để móc phần ngón tay cái đầu tiên đó là các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 10 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo chân mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên của dòng thứ 10 này. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ 2. Và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục chân móc tiếp theo các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Thì trong quá trình móc thì các bạn cũng sẽ nẹp cái đoạn len thừa này vào bên trong của phần móc luôn. Để lát nữa các bạn không phải mất công dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len thừa một lần nữa. Và đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi mà ở dòng thứ 11 mình đã nói là các bạn sẽ chừa ra 7 chân mũi á, thì các bạn sẽ đâm vào 7 chân mũi này và móc liên tục cho mình 7 mũi móc kép trên 7 chân móc. Sau khi mà các bạn đã đâm vào 7 chân mũi và móc liên tục cho mình 7 mũi móc kép rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 9, tức là chân móc mà các bạn đã đâm vào và móc lên cho mình một mũi dời á. Đây là chân móc này, các bạn sẽ tiếp tục kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép nữa. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc mà các bạn đã móc lên cho mình 3 mũi móc xích đầu tiên để chuyển giao từ dòng thứ 10 sang dòng thứ 11 á. Đây, các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc này và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Sau khi mà các bạn đã móc xong 3 mũi móc kép trên 3 chân móc rồi thì các bạn đã hoàn thành xong dòng thứ nhất của ngón tay cái. Và để kết thúc dòng thứ nhất của ngón tay cái, các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ 3 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng đầu tiên của ngón tay cái thì tổng số chân mũi các bạn có là 12 chân mũi. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 2. Để móc dòng thứ 2 đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 2, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc kế tiếp các bạn cũng sẽ móc tương tự như vậy cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết dòng thứ 2 của ngón tay cái. Thì trừ đi chân mũi đầu tiên mình đã móc lên 3 mũi móc xích thì các bạn sẽ còn lại đó là 11 chân mũi. Và các bạn sẽ đâm vào 11 chân mũi này và móc liên tục cho mình 11 mũi móc kép trên 11 chân mũi. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 2 của ngón tay cái rồi thì để kết thúc dòng thứ 2 các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ 3 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 2 rồi thì đến dòng thứ 3 các bạn sẽ bắt đầu giảm mũi. Đây các bạn hãy nhìn ngón tay cái của mình làm ví dụ. Thì
càng lên trên thì ngón tay cái càng nhỏ dần, vì vậy mà các bạn sẽ giảm mũi để vừa với lại đầu ngón tay cái cho mình. Và cách giảm mũi thì cũng sẽ tương tự giống như là phần bàn tay, đó là các bạn sẽ giảm mũi ở hai bên phần rì. Mỗi một bên như vậy các bạn sẽ giảm cho mình tổng cộng là 2 chân mũi, như vậy là hai bên thì các bạn sẽ giảm cho mình 4 chân mũi. Và để xác định được vị trí mà các bạn sẽ giảm ở phần rì phía bên tay trái của mình thì các bạn sẽ lấy tổng số chân mũi chia cho 2, tức là 12 chia cho 2 là 6. Như vậy là các bạn sẽ giảm mũi ở chân mũi thứ 6 và chân mũi thứ 7. Và để giảm mũi thì đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2, kéo len qua và móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc thứ 3 cũng như vậy, thứ 4 cũng như vậy. Và các bạn sẽ bắt đầu giảm mũi từ chân móc thứ 5. Thì để giảm mũi ở chân móc thứ 6 thì các bạn sẽ giảm từ chân móc thứ 5 cho mình. Đó là các bạn sẽ kéo len qua một lần. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 6 và kéo len qua một lần. Sau khi mà có 3 đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo len qua 3 đầu len này cho mình. Tiếp tục đến chân móc thứ 7 và chân móc thứ 8, các bạn cũng sẽ giảm mũi tương tự như vậy cho mình. Sau khi mà đã giảm mũi xong rồi thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc kế tiếp và móc lên cho mình các mũi móc kép tiếp theo. Tức là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 9, chân móc thứ 10 và móc lên cho mình 2 mũi móc kép trên 2 chân móc. Sau khi mà các bạn móc và còn lại 2 chân móc cuối cùng, đó là chân móc thứ 11 và chân móc thứ 12 như thế này rồi thì các bạn sẽ tiếp tục giảm mũi cho mình. Và cách giảm mũi thì cũng sẽ tương tự giống như là các chân móc thứ 5, thứ 6 và thứ 7, thứ 8 mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn đã giảm mũi xong rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ 3 của ngón tay cái. Và để kết thúc dòng thứ 3 thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên và các bạn sẽ kéo len qua móc cho mình 1 mũi dời. Như vậy sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 3, tổng số mũi của dòng thứ 3 thì các bạn sẽ lấy tổng số mũi của dòng thứ 2 là 12 trừ đi cho 4 chân mũi mà các bạn giảm thì các bạn sẽ còn lại đó là 8 chân mũi. Và ở dòng thứ 4 này các bạn sẽ móc lên cho mình các mũi móc đơn và các bạn vừa móc các mũi móc đơn và các bạn sẽ vừa giảm mũi cho mình luôn. Các bạn sẽ giảm tương tự giống như là dòng thứ 19 và 20. Của phần bàn tay đầu tiên ở đây là mình có tổng cộng là 8 chân mũi và mình sẽ giảm một nửa, tức là 8 chia 2 là còn lại 4. Như vậy sau khi mà mình đã móc xong dòng thứ 4 thì sẽ còn lại đó là 4 chân mũi. Để giảm mũi cho dòng thứ 4 thì đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên, kéo lên qua. Và sau đó tiếp tục đến chân móc thứ 2 cũng như vậy. Sau khi mà đã có 3 đầu len trên cùng một kim như thế này rồi thì các bạn sẽ kéo len qua 3 đầu len này cho mình. Tiếp tục đến chân móc thứ 3 và chân móc thứ 4 cũng tương tự như vậy. Thì đến đây các bạn sẽ lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho đến hết dòng thứ 3. Cho đến hết dòng thứ 4, mình xin lỗi. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 4 rồi, cũng là dòng cuối cùng của ngón tay cái, và để kết thúc dòng thứ 4 các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên và các bạn sẽ kéo len qua móc cho mình 1 mũi dời. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 4, tổng số mũi còn lại các bạn có đó là 4 chân mũi. Thì để kết thúc dòng thứ 4 và kết thúc luôn phần ngón tay cái thì các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và các bạn sẽ dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Và các bạn sẽ kéo thật chặt mối nối này lại. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc găng tay. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc găng tay nha.
Thì sau khi mà các bạn đã dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc găng tay thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc găng tay trái như thế này rồi. Thì sau khi mà đã hoàn thành xong găng tay trái thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc cho mình phần găng tay phải. Thì ở phần găng tay phải, từ dòng đầu tiên cho đến dòng thứ 10, các bước sẽ tương tự giống như là găng tay trái mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ móc đến hết cho mình dòng thứ 10. Và bắt đầu từ dòng thứ 11, đó là phần tạo phần lỗ cho ngón tay cái và giảm mũi để vừa với lại 4 ngón tay còn lại. Thì nó khác với lại phần găng tay trái. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như mà các bạn áp dụng cách móc của phần găng tay trái đối với găng tay phải, thì các bạn hãy nhìn phần găng tay trái này, nó gồm có hai mặt. Đây là mặt trước, tức là mặt trên, mặt mu bàn tay. Còn đây là mặt sau, đó là mặt lòng bàn tay. Thì cái lòng bàn tay này, các bạn hãy nhìn là nó có cái phần nối len á. Thì cái phần nối len này nó sẽ được cho vào lòng bàn tay, nó sẽ được ấp vào trong. Nếu như mà để nó ra ngoài, nó ở mặt trên á, thì nó sẽ không được thẩm mỹ cho lắm. Vì vậy mà khi mà các bạn móc phần găng tay phải á, các bạn cũng sẽ giấu những cái mối nối len này vào mặt bên trong của chiếc găng tay. Vì vậy mà cái phần tạo phần lỗ cho ngón tay cái cũng như là giảm mũi ở găng tay phải nó sẽ khác với găng tay trái. Và ở đây là mình đã móc đến hết dòng thứ 10 của phần găng tay phải. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 10 của phần găng tay phải á, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo phần lỗ cho ngón tay cái cũng như là giảm mũi để vừa với lại 4 ngón tay còn lại. Và cách tạo phần lỗ cho ngón tay cái sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Thì đối với lại cái phần găng tay trái á, thì các bạn sẽ bỏ cho mình 7 chân mũi và đâm vào chân mũi kế tiếp. Nhưng mà ở phần găng tay phải này các bạn sẽ quay ngược về lại chân mũi phía sau. Các bạn cũng sẽ bỏ cho mình 7 chân mũi và các bạn sẽ bắt đầu từ chân mũi thứ 30. Và các bạn sẽ bắt đầu đếm chân mũi thứ 30 là chân mũi thứ nhất. Tiếp tục, các bạn sẽ đếm đủ 7 chân mũi cho mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi kế tiếp. Và các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình 1 mũi dời. Và để dễ phân biệt với lại dòng thứ 10 thì bắt đầu từ dòng thứ 11 trở đi, các bạn sẽ bắt đầu tính chân mũi mà mình vừa đâm vào và móc lên một mũi dời thì đó là chân mũi đầu tiên. Và các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích ở chân mũi đầu tiên, 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 3 chân mũi móc xích đầu tiên mà các bạn đã móc lên. Và các bạn sẽ đâm vào 3 chân mũi này và móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Sau khi mà các bạn đã móc xong 3 mũi móc kép trên 3 chân móc rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ 10 là nằm ở đây. Kéo len qua và móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc kế tiếp các bạn cũng sẽ móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Và đến đây thì các bạn sẽ lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến chân mũi thứ 22 là nằm ở đây của dòng thứ 10. Đây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 22 của dòng thứ 10 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 22 của dòng thứ 10 rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ 11. Và để kết thúc dòng thứ 11 thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của mũi móc xích thứ 3 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len qua và móc cho mình một mũi dời. Và cũng tương tự giống như phần găng tay trái thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 11, tổng số chân mũi mà các bạn có sẽ là 30 chân mũi. Và tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 12. Thì ở dòng thứ 12 này, các bạn sẽ móc lên cho mình đầu tiên là 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc còn lại
kéo len qua và móc lên cho mình các mũi móc kép. Thì trừ đi chân mũi đầu tiên mình đã móc lên 3 mũi móc xích thì các bạn sẽ còn lại đó là 29 chân móc. Thì các bạn sẽ đâm vào 29 chân móc này và móc đủ cho mình 29 mũi móc kép. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là phần găng tay trái mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết vòng thứ 12 thì các bạn sẽ lặp lại các bước của vòng thứ 12 đến hết vòng thứ 15. Và sau khi mà các bạn đã móc đến hết vòng thứ 15 thì từ vòng thứ 16, 17, 18, 19 và 20 thì các bạn sẽ bắt đầu giảm mũi cho mình. Và cách giảm mũi thì cũng sẽ tương tự giống như là phần găng tay trái mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã giảm mũi và tạo được phần chớp cho chiếc găng tay rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc phần ngón tay cái cho mình. Thì ở phần ngón tay cái của phần găng tay phải này thì các bạn sẽ bắt đầu móc từ chân mũi đầu tiên của dòng thứ 10. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi móc xích. Và sau đó thì vòng qua các bạn sẽ đâm vào các chân móc mà mình nói là các bạn đã chừa ra. Và các bạn sẽ móc đủ cho mình 12 chân móc. Sau đó thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là găng tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần găng tay phải nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cái phần găng tay phải rồi thì các bạn đã có được một đôi găng tay hoàn thiện như thế này rồi. Ok, mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy like, subscribe hoặc là nhấn nút đăng ký màu đỏ phía bên dưới để ủng hộ kênh của mình ha. Và nếu như mà các bạn đã nhấn nút đăng ký màu đỏ rồi thì đừng quên hãy nhấn vào nút chuông nằm ở ngay cạnh nút đăng ký để các bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi mà mình ra video mới nha. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.